Cô mến chào các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Đinh Lê Bảo Trân, là giáo viên trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Hôm nay, cô rất vui khi được gặp các em trong phân môn tập đọc. Các em lưu ý, để tiết học này đạt hiệu quả cao, mình chuẩn bị đầy đủ sách tiếng Việt lớp 4 tập 1 và các em chọn góc học của mình đầy đủ ánh sáng. Ngồi xa màn hình TV để bảo vệ đôi mắt của mình nhé. Còn bây giờ, cô mời các em cùng với cô bước vào bài học ngày hôm nay nào. À, trên màn hình cô đây là bức tranh. Cô đố các em, bức tranh này vẽ gì? Đúng rồi đó, bức tranh vẽ Cao Bá Quát đang luyện tập viết chữ trong đêm. À, Cao Bá Quát, ông sinh năm 1809, mất năm 1855, tên tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Ông là quân sư cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương, nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội, và là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong nền văn học Việt Nam. Bây giờ, để biết xem vì sao Cao Bá Quát lại ngồi rèn chữ trong đêm, cô mời các em cùng với cô bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Ở bài học hôm nay, các em sẽ cần đạt những mục tiêu sau: hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài, hiểu ý nghĩa của bài, ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu chữ viết xấu có hại, Cao Bá Quát đã dốc sức rèn luyện, trở thành người nổi danh văn hay chữ tốt. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể từ tốn, đổi giọng linh hoạt, phù hợp với diễn biến truyện, với nội dung ca ngợi quyết tâm và sự kiên trì của Cao Bá Quát. Bên cạnh đó, sẽ giáo dục cho học sinh có ý thức rèn chữ, rèn văn. Bây giờ, cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc này nhé. Văn hay chữ tốt. Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu, nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản. Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu quan, nhờ cậu viết giúp cho lá đơn có được không? Cao Bá Quát vui vẻ trả lời, tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng. Lá đơn viết lý lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên trí, quan sẽ xét nỗi oan cho bà cụ. Nào ngờ, chữ ông xấu quá, quan đọc không được, nên thét lính đuổi bà ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết, dù văn hay đến đâu, mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt. Theo truyện đọc 1, năm 1995. À, sau khi đọc xong bài đọc, các em cũng đã dự đoán được trong đầu của mình bài này được chia làm mấy đoạn rồi phải không nào? Đúng rồi đấy, bài này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến xin sẵn lòng. Đoạn 2, từ lá đơn cho tới sao cho đẹp. Và đoạn 3 chính là phần còn lại. Bây giờ, cô mời các em cùng với cô bước vào phần luyện đọc từ khó. Đầu tiên, cô có từ khẩn khoản. Các em chú ý cho cô vần oan trong tiếng khoản. Từ cao bá quát. Các em lưu ý cho cô vần ác trong tiếng quát. Từ tiếp theo đó là oan uổng. Các em chú ý cho cô vần oan. Cô mời các em cùng luyện đọc với cô ba từ khó này nào. Khẩn khoản, cao bá quát, oan uổng. Bây giờ các em đã sẵn sàng cùng với cô bước vào phần luyện đọc câu khó chưa nào? Trên màn hình cô là một câu khó. Các em chú ý lắng nghe cô đọc nhé. Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu, nên nhiều bài văn dù hay
vẫn bị thầy cho điểm kém. Các em chú ý, khi đọc câu dài, chúng ta sẽ ngắt nghỉ theo từng cụm từ sao cho phù hợp. Bây giờ cô mời các em cùng với cô bước vào phần giải nghĩa từ khó nào. Từ đầu tiên, khẩn khoản. Khẩn khoản có nghĩa là tha thiết, nài nỉ người khác chấp nhận yêu cầu của mình. Ân hận là băn khoăn, day dứt, tự trách mình về việc không may xảy ra. Huyện đường, đây chính là nơi làm việc của quan huyện trước đây. Bây giờ cô mời các em cùng với cô bước vào phần tìm hiểu bài để cùng nhau tìm hiểu xem vì sao Cao Bá Quát lại phải rèn luyện chữ trong đêm. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em cùng đọc thầm lặng một lần nữa đoạn số 1. Đúng rồi, Cao Bá Quát thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu. Câu số 2, sự việc gì xảy ra đã làm cho Cao Bá Quát phải ân hận? Cô mời các em cùng đọc thầm đoạn số 2 và tìm ra câu trả lời nào. Cao Bá Quát đã viết đơn cho bà cụ hàng xóm để kêu oan. Nhưng trong lá đơn ấy, tuy lý lẽ rõ ràng, nhưng chữ viết xấu quá, quan đọc không được, bèn thét lính đuổi bà cụ ra khỏi công đường. Chính sự việc ấy xảy ra đã làm cho Cao Bá Quát ân hận, và ông mới thấm thía rằng dù văn hay đến đâu mà chữ xấu cũng chẳng ích gì. Câu số 3, Cao Bá Quát quyết tâm luyện chữ như thế nào? Cô mời các em cùng đọc đoạn cuối cùng để tìm ra câu trả lời nhé. Cao Bá Quát đã quyết chí luyện viết chữ rất công phu và tỉ mỉ. Ông có phương pháp cụ thể. Lúc đầu, sáng nào ông cũng cầm que vặt lên cột nhà luyện cho cứng cáp. Tối nào, ông cũng tập viết. Viết xong 10 trang vở, ông mới đi ngủ. Khi chữ viết đã tiến bộ, ông mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Ông đã luyện tập bền bỉ, kiên trì và có phương pháp khoa học như thế trong suốt mấy năm trời. Cuối cùng, ông nổi danh khắp nước là một người văn hay chữ tốt. Câu số 4, tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện. Để tìm được đáp án cho câu này, cô mời các em một lần nữa đọc lại toàn bài. Phần mở bài là từ đầu cho đến điểm kém. Phần mở bài nói cho chúng ta biết từ thuở đi học, chữ viết đã gây bất lợi cho Cao Bá Quát. Phần thân bài, từ một hôm đến nhiều kiểu chữ khác nhau. Ở phần thân bài nói cho chúng ta biết rằng do ân hận vì chữ viết xấu của mình khiến nỗi oan của bà cụ hàng xóm không giải tỏa được, Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ đẹp. Ở phần kết bài chính là phần còn lại, cho mình thấy được kết cục của Cao Bá Quát đã thành công, nổi tiếng là người văn hay chữ tốt. Qua câu chuyện này nói lên điều gì vậy các em? Đúng rồi, qua câu chuyện này ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người viết chữ đẹp của Cao Bá Quát. Đúng rồi đó các em. Qua bài học này, cô trò mình hãy cùng noi gương Cao Bá Quát. Tính kiên trì, quyết tâm khắc phục những khó khăn trong học tập. Các em ơi, ông bà ta thường có câu nét chữ nét người. Qua nét chữ có thể đánh giá được tính cách của một con người. Như vậy, cô trò mình sau bài học này hãy cùng nhau quyết tâm rèn luyện chữ thật tốt. Cô tin chắc rằng chỉ cần chúng ta có quyết tâm kiên trì làm một việc, chắc hẳn sẽ có một ngày chúng ta thành công. Còn bây giờ, cô mời các em cùng với cô đến với phần luyện đọc diễn cảm. Trên màn hình cô là một đoạn văn. Các em lưu ý, để đọc diễn cảm, ngoài việc chúng ta ngắt nghỉ đúng theo dấu câu, thì chúng ta còn cần nhấn mạnh những từ đặc biệt, ví dụ như rất xấu, khẩn khoản, toan uổng, sẵn lòng. Bên cạnh đó, khi đọc bài này, các em lưu ý giọng đọc phải từ tốn,
Đọc phân biệt lời các nhân vật, ví dụ như bà cụ khẩn khoản khi nhờ Cao Bá Quát viết đơn, Cao Bá Quát thì vui vẻ, sợi lợi khi nhận lời giúp bà lão. Đổi giọng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện. Chậm ở đoạn đầu, nhanh hơn ở đoạn thể hiện ý chí quyết tâm luyện chữ bằng được của Cao Bá Quát. Hai câu kết đọc với cảm hứng, ca ngợi, sảng khoái. Bây giờ, cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc nhé. Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu, nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản. Gia đình có một việc oan uổng, muốn kêu quan nhờ cậu viết giúp cho lá đơn, có được không? Cao Bá Quát vui vẻ trả lời: tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng. À, vừa rồi cô đã đọc xong cái đoạn văn này rồi. Ở nhà các con cùng nhau luyện đọc theo cô nhé. Các con ơi, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Trước khi kết thúc tiết học, cô có hai lưu ý nhỏ muốn gửi đến các con như sau. Thứ nhất, các con hãy luyện đọc diễn cảm lại cả bài. Thứ hai, các con sẽ chuẩn bị bài Chú Đất Nung để tiết học sau chúng ta tiếp thu bài được tốt hơn nhé. Cô chúc các em luôn vui vẻ và học thật tốt.